Chiều ngày 28 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 quận 5 vừa tiếp nhận một bệnh nhân COVID-19 65 tuổi tử vong do tự điều trị tại nhà, không khai báo y tế phường. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trưa ngày 27 tháng 1, bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 quận 5 tiếp nhận một người bệnh 65 tuổi trong tình trạng da niêm tím tái, ngừng tim, ngừng thở trước nhập viện do bị COVID-19, không khai báo với trạm y tế phường. Khi tiếp nhận thông tin từ người sống cùng nhà với người bệnh tại phường 11, quận 5 thông báo qua điện thoại về các dấu hiệu nguy kịch, nhân viên y tế mang bình oxy và phương tiện cấp cứu đến thì người bệnh trong tình trạng tím tái, ngừng tim, ngừng thở. Sau khi khai thác tiền sử bệnh, được biết gia đình người bệnh có 3 người và gia đình đã từ chối tiêm vaccine sau nhiều lần được trạm y tế và Ủy ban Nhân dân phường tư vấn, vận động tiêm. Trước đó 2 tuần, người cháu nhiễm COVID-19 tự cách ly tại nhà trong 1 tuần. Nay 2 người cô cũng nhiễm bệnh, tất cả đều không khai báo trạm y tế phường. Trước đó một ngày, người bệnh than mệt, khó thở nhưng không chịu nhập viện. Đến trưa ngày 27 tháng 1, người cháu sống cùng thấy người bệnh tím tái, lơ mơ mới gọi điện thoại thông báo cho trạm y tế. Mặc dù nhân viên y tế đã đến nhà xử trí và chuyển viện cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 quận 5 cảnh báo và khuyến cáo người dân nên tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 để tự bảo vệ sức khỏe cho mình. Đặc biệt người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, bởi có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine COVID-19 làm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong. Trường hợp người dân tự xét nghiệm dương tính với COVID-19 phải khai báo với y tế địa phương để được hướng dẫn, chăm sóc, điều trị kịp thời, tránh nguy cơ chuyển nặng và lây nhiễm cho người thân, cộng đồng.